Xin thưa quý cô chú bác anh chị và các bạn, đây là cái video đầu tiên mà em quay cho mọi người biết rằng trên cái kênh Tủ Lạnh Nước Mỹ thì Tủ Lạnh Nước Mỹ là vậy đó, là nhiệt độ ở đây nó còn lạnh hơn cả cái tủ cấp đông của nhà hàng nữa, cho nên nó lạnh hơn cái tủ lạnh luôn. Nói Tủ Lạnh Nước Mỹ là còn nói hiền đó. Nơi đây thì gọi là miền Trung Tây nước Mỹ, một số bang ở miền Trung Tây nước Mỹ á thì lạnh lẽo như vậy. Đây là một trong những bang ở miền Trung Tây nước Mỹ đây. Giờ này thì đây lạnh lẽo vậy chứ ở bên Cali hay là Texas thì nó không có đổ tuyết nhiều vậy đâu. Có chăng là chỉ lạnh chút xíu thôi, mười mấy độ thôi, thay thiệt kinh khủng lắm. Rồi, một lần nữa là xin chào tất cả quý vị và các bạn. Video sau em sẽ chia sẻ về vấn đề tại sao lạnh như vậy mà người ta vẫn có thể sống được, và người Việt mình cuộc sống ở đây như thế nào, tại sao không bu tới bang khác mà sống đi, cuộc sống có dễ thở hay không. Thì đó là nội dung những video sau nha, rất mong quý vị cùng ủng hộ cho kênh. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại.